Ok, hi xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Cả Đây. Và hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách sinh tồn trong thế giới. Càng nhiều kinh nghiệm chúng ta sẽ càng to lớn. Và mình đang có chút ép ạ. Ui, khu vực lava này bây giờ nhìn rộng như là biển vậy mọi người. Mình như con kiến vậy mọi người. Mình thấp hơn cây cỏ rất là nhiều luôn. Và bây giờ mình sẽ chặt gỗ nha mọi người. May quá có cái cây gần đây. Ở trên núi chắc là toang đúng không mọi người? Không di chuyển được các bạn nhìn nha. Là mình không thể nào leo lên được block. Nên là tác giả cho mình than với lại đất này mọi người. Đây các bạn nhìn nè. Mình mà rơi xuống chỗ này là mình không thể nào đặt lock lên. Mình đặt lock được nhưng mà nhảy lên lock không được. Đó các bạn thấy không? Rất là khó khăn đúng không? Đấy, nó cao á. Thường là mình sẽ chặt hết ở phía trên đúng không? Lần này do cái cây nó cao nên là mình không có chặt được. Mình chế tạo một cái bàn raptin. Mình sẽ leo lên cái chỗ cây kia để mà chặt tiếp. Mình có thang leo này, nó giúp mình leo lên rất là tiện luôn. May quá, còn có cái vụ cho thang leo này. Tác giả chu đáo ghê, cho mình sẵn thang leo. Thấy tâm lý không mọi người? Rồi ok, mình đã có thêm gỗ. Và bây giờ mình có thể đi mai được rồi mọi người. Nhưng mà rơi xuống là mắc máu á nha. Ê, cao vậy ai dám rơi xuống. Ừ, mình thử rơi xuống nha. Chết thì thôi. Ủa, tốn có một máu à. Cũng không nhiều lắm. Mình sẽ đặt cái raptin ra. Trời ơi, raptin to vậy trưởng nè. Rồi mình sẽ chế tạo một cái cúp. Mình sẽ đi khai thác đá mọi người ơi. Ê, sợ rơi xuống lava vậy. Mình đã có thời kỳ đồ đá. Mình chỉ còn có 3 cái thang leo à. Mới có được 3 cục đá thôi. 3 cục đá này thì mình sẽ chế tạo cái cúp. Rồi tiếp tục mai đá hả? Rồi chắc là mình sẽ mai thêm đá mọi người. Mình lắp cái chỗ lava này lại. Mai mấy cục đá này. Ôi sao thấy khó khăn vậy ta. 3 cái thang này. Ui, thôi lên lại. Khó khăn quá mọi người, thật sự luôn. Để mà lớn được thì mình nghĩ rất là khó khăn. Ok, mình sẽ chế tạo một cây rìu. Có gì mình thấy động vật mình tiêu diệt cho nó lẹ mọi người. Chứ nếu mà đánh tay không thì nó không chết đâu. Rồi tiếp tục mình sẽ leo lên phía trên này. Và tìm cái cây nào đó tiếp tục chặt mọi người. Hơi nó lết này mọi người thấy không. Mình cố gắng đi nhanh lắm rồi. Nhưng mà do cơ thể mình nó là cơ thể nhỏ bé nên là nó đi rất là chậm. Làm sao để nhặt đây? Chắc là đập cái lóc này ra cho nó rơi xuống. Đấy. Ok, thế là mình đã có công thức chế tạo cái rương. Nãy giờ mới được có mấy cục gỗ à. À, bãi đá kìa, ngon ngon. Thấy đá là mừng lắm, biết sao không? Tại vì mình có thể làm lò nung. Và sau đó mình nung thịt lên, nó sẽ cho mình kinh nghiệm. Bây giờ kinh nghiệm nó rất là quan trọng ở trong thế giới này mọi người. Ôi, đau thực sự à. Bây giờ mình sẽ khai thác đá. Ui, không lẽ để chế độ bình yên chơi ta. Như vậy nó sẽ hết hấp dẫn luôn. Ê, khoan khoan, mình đào xuống dưới là mình rơi á. Chính cục rồi. Mình sẽ đặt raptin ra và chế tạo một cái lò nung siêu to khổng lồ. Ok, khoan, mình chế tạo thang leo cái đã, quên đi chứ. Đây, chúng ta chế tạo nhiều que này, rồi chế tạo một đống thang leo luôn. Đấy, như vậy chúng ta sẽ không bị kẹt ở phía dưới này nữa. Phía nào có động vật đây ta? Để mình di chuyển cẩn thận một tí. À, mình sẽ leo lên cái cây này. Đúng rồi. Đặt lóc qua được không ta? Ơi, may quá vẫn còn đặt lóc được. gỗ nhiều. Ê, nhưng mà chặt cây kiểu này rơi xuống nó tốn máu lắm mọi người. Thôi kệ, hy sinh để lấy gỗ. Ui, chết mình luôn quá. Khoan. Ô, mình thấy bên kia có cái cổng địa ngục bỏ hoang kìa. Rồi, chúng ta sẽ đặt thang leo xuống. Lần đầu tiên mình chơi sinh tồn như vậy luôn á mọi người. Thú vị vãi. Để mà di chuyển tới đó thì khá là mất thời gian á mọi người. Cái thảo nguyên này chả có con động vật nào luôn á. À đúng rồi ha. Tại sao mình không chế tạo cái thuyền? Ô, bây giờ mới suy nghĩ ra luôn á mọi người. Chế tạo thuyền. Đặt thuyền ra không được. Ê được rồi nè, may quá. Leo được không? Quan trọng là leo được không mày. Cái gì vậy? Ôi, mình đang trên chiếc thuyền mọi người à. May là có thể chế tạo thuyền để di chuyển xuống này á. Thôi là không biết khi nào mới gọi là đi xuống này được nữa, mất thời gian lắm. Rồi ok, bây giờ xuống thuyền, đập cái thuyền lại. Ê, thuyền đập không được à. Tôi muốn lấy lại cái thuyền. Ok. Ê. Ui, sống thằng lava. Ôi, đập ngay cái chỗ lava luôn, xui thiệt chứ. Mình đang ở trong địa ngục mọi người ạ. Một cái bãi đá địa ngục có một xíu thôi mà mình thấy rất là to lớn luôn. Và cây rương đâu? Xui vậy. Tới đây mà không thấy cây rương mọi người à.
Ồ, các bạn biết gì không? Bên kia là bãi đá, có nghĩa là chúng ta có thể khai thác được than rồi. Ồ, làm thuyền mới đã. Đây rồi. Chỉ có thuyền mới di chuyển xuống đó được mọi người ạ. Đặt cái thuyền ra. Cái đắp thì nó bị kẹt rồi kìa. Đây rồi, đây rồi. Có cả. Ê ê ê. Ui, may quá, không sao hết mọi người ạ. Ui, con heo nhìn ghê vậy. Heo heo fly à. Ở đây thì mình phát hiện có heo, cừu, với lại một bãi đá có rất là nhiều than. Chắc chắn là bài rồi. Mình tấn công nó được không ta? Mình sợ nó tấn công mình lại chứ. À, tấn công được nè, nhưng mà khó quá à. Đánh cái nó chạy mất tiêu rồi. À, nó lên trên lại kìa. Nhưng mà nó không tới mình, nó không có ngu tới mức đó đâu ha. Mình đã tới gần một cái cây khác và bây giờ mình sẽ tiếp tục chặt gỗ và sau đó di chuyển tới chỗ con cừu mọi người. Mình đang cố gắng di chuyển tới bãi đá mọi người ạ. Ui, cái vùng này khá là đẹp á mọi người, vùng mesa này rồi biển ấm áp cái kiểu luôn. Ủa, đùa tôi hả? Đây là cái bãi sỏi mọi người ạ. Ê trời, sắp tối rồi, đùa tôi hả? Trời sắp tối rồi, đây mới gọi là nguy hiểm này. Thôi chịu khó đào đồng mọi người ạ. Ây da, mình đặt không có kịp. Sau đó là mình sẽ nung cái chỗ đồng này lên bằng gỗ đi ha, chứ bây giờ không có than đâu. Mình đang cần than lắm luôn á. Rồi chịu khó xuống phía dưới này đào một tí đồng nữa. Mình chỉ còn một cái than để leo lên thôi mọi người. Ồ, 18 cục ở cái chỗ đồng nó nung xong rồi kìa. Lẹ 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 lẹ, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Trời tối là cái khu vực này nó trở nên rất là đáng sợ luôn á. Kinh nghiệm của mình đó, có kinh nghiệm rồi. Ui, được một ít nè. Bây giờ mình đặt ráp thinh ra và tiếp tục chế tạo than leo mọi người. Yeah, mình sắp lên level 1 rồi. Ui, con kia kìa, hai con, ba con luôn. Mong là nó sẽ không thấy mình. Sắp rồi, sắp rồi, sắp level 1 rồi. Cố lên, chúng ta sẽ được cao thêm một tí. Yes, cao lên được một tí luôn mọi người. Ui, cao lên mà còn mắc máu nữa, quỷ. Chắc là do mình cũng cái đầu vô cái lò nung hay sao ấy. Cao lên gần được một lốc rồi mọi người ạ. Mà mình vẫn chưa nhảy lên nha. Nhưng mà cao lên cảm giác thoải mái và chạy nhanh hơn một tí rồi. Chỉ còn 1,5 tim thôi. Buồn quá, rất nhiều than với nó luôn. Ui, Reaper, Reaper. Ui, bây giờ nhảy xuống lóc không tốn máu mọi người. Chúng ta vẫn có đủ hàng rào để mà than leo chứ, để mà lên phía trên nha. Ôi, than của mình. Đây, các bạn thấy không? Nó lên một khúc luôn. Yeah, khoan 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 khoan. Nó đụng đầu là mình chết luôn á. Yeah, mình cao lên rồi mọi người à. Đây, chiều cao của mình lên được hơn một lóc rồi. Ủa, chưa hơn một lóc. Mình vẫn chưa hơn một lóc mọi người ạ. Mình sẽ đặt cái lò nung ra và tiếp tục nung đồng nha mọi người. Mình sẽ đào cái chỗ đồng này luôn. Lên level 3 thì mình có thể nhảy lên lóc được rồi á. Ok, rất là nhiều đồng mọi người ạ. Bỏ đồng vô nào. Sau đó mình sẽ lên phía trên. Vẫn tiếp tục dùng than leo nha mọi người. Cố gắng lấy cục sắt này mọi người ạ. Không cần phải có than leo, chúng ta vẫn có thể lấy được cục sắt này. Ủa, sao có một cục vậy? Trong hang này có than hay không? Trời ơi, cái hang gì mà không có cái gì luôn. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi mọi người ơi. Than của mình. Ở level 3 đi, đó. Các bạn thấy gì chưa? Level 3 rồi. Mình đã cao hơn một lóc và có thể nhảy là được. Tuyệt vời quá mọi người ạ. Sinh tồn này cũng khá là thú vị á. Ôi, mình lên level 4 ấy. Đấy, thế là cái chiều cao của mình là bình thường đúng không? Ê, để mình đo thử nha. Ý, đây là cái chiều cao bình thường trong Minecraft này mọi người. Đó, là mình đã trở về ban đầu rồi. Mình cần thức ăn mọi người. Tại sao con zombie nó lại đứng ngay đó? Ê, cái chỗ người ta nung cái kiểu mà. Mày hả mày? Chết đi. Ok, thợ săn quái vật. Ui, lên level 5 luôn rồi. Bỏ than vô. Sau đó là mình sẽ đi săn cá mọi người. À, nung cái chỗ sắt này lên. Rồi sau đó mình sẽ đi săn cá. Đây rồi, chúng ta đã thấy cá tuyết. Ôi, bơi không nổi luôn. Thôi kệ đi, chịu khó săn hai con cá này là mình hết đói. Xung quanh này chả thấy con động vật nào luôn á. Trời sáng rồi, mình có thể qua lại cái thảo nguyên đó để mà săn động vật mọi người. Nung hai con cá này lên, rồi chúng ta lấy cục sắt này ra, chế tạo một cái khiên mọi người ơi. Đây rồi, mình đã có cái khiên, không sợ mấy con scare nữa. Lấy đồng ra, rồi bây giờ là mình sẽ lên chặt thêm tí gỗ làm thuyền. Ê, có quái vật này, ngon ấy. Bây giờ mình cần quái vật để mà lấy kinh nghiệm. Ê, không cho đụng đâu nha. Tại sao mình thấy mạnh hơn mọi người ạ? Ủa, chiều cao nó đâu có liên quan tới sức mạnh đâu ta.
Ui, nó leo lên bờ luôn à. Ui, ai cho mày lên? Ui, mình to hơn rồi này. Và cảm giác mình di chuyển khá là nhanh đó mọi người. Ăn hai con cá để lấy sức nè, đấy, để lấy sức chạy cho nhanh. Cách để mà có nhiều kinh nghiệm hơn á thì chỉ có trao đổi với dân làng thôi mọi người ơi, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ, ủa sao đập cái đắp thinh ra? Mình chưa chế tạo thuyền mà. Lên thuyền nào. Đùa phải trời. Ôi mình bự hơn cái thuyền luôn. Nhưng mà cái thuyền nó không chìm nha, ảo ma thật sự. Cái tầm nhìn của mình bây giờ nó rộng hơn rồi. Đấy, có thể nhìn được con Ripper đang đi qua. Mày tới đây. Ui, di chuyển nhanh cũng khá là lợi á. Yeah, con Ripper cho mình thêm một tí kinh nghiệm nữa, khá là tuyệt vời. Ôi, bây giờ là mình đi trên lóc á thì nó sẽ tự động đi lên luôn. Đấy, không cần phải nhảy lóc nữa. Các bạn thấy không, tuyệt vời không? Rồi, có thêm sắt nữa này. Than là chân ái đúng không? Đào than là cách lên level nhanh nhất. Đấy, bên đây nữa này, rất là nhiều luôn. Khi mà mình to lớn rồi thì tầm nhìn của mình sẽ rộng hơn. Và khi đó thì chúng ta sẽ thấy được nhiều khoáng sản xung quanh. Và cái cúp nó vỡ rồi. Mình nên chế tạo một cái cúp mới. Chuẩn bị to hơn nè mọi người. Ui, và cảm giác mình đào xa cực kỳ luôn mọi người à. Ê, to quá chưởng rồi á. Mình sẽ đi tiêu diệt động vật để lấy thịt ăn. Ui, di chuyển nhanh cực kỳ. Ui, sao mắt nó vẫn mắt heo vai ta. Ui, sao mạnh vậy? Ui, lớn là có thêm sức mạnh à. Mình cảm giác mạnh quá chưởng á. Chế tạo một cái lò hun khói, nung thịt cho nó lẹ mọi người. Tiếp tục là mình sẽ tiêu diệt động vật để lấy kinh nghiệm. Mình sắp lên level 10 rồi, lên level 10 thì khổng lồ hơn nữa. Và không biết là có dân làng gần đây hay không, chắc là mình sẽ đi hướng đồng bằng mọi người. Hướng đồng bằng chắc là có dân làng á. Ok, chúng ta lên đường thôi. Đây là cái chỗ khởi đầu của mình ha, khá là khó khăn nhưng mà mình vẫn vượt qua được. Mình sắp lên level 9 rồi, cố gắng tiêu diệt mấy con động vật nữa. Động vật này nhìn ghê gớm quá. Yes, level 9 rồi, to gần bằng cái cây luôn rồi đó mọi người. Ở bên kia là vách đá thôi hả? Mình sẽ lên level 10 bằng cách đào than tiếp. Mình cứ tưởng là làm người khổng lồ là phải cúi xuống đào cái kiểu nó sẽ khó khăn, nhưng mà không mọi người, vẫn với tới được. Mình không biết là mình cứ tưởng là trở thành người khổng lồ thì máu của mình sẽ tăng lên cái kiểu, nhưng mà không, di chuyển nhanh như vậy là quá ok rồi. Ui, level 10 nè. Để mình coi là mình cao bao nhiêu lóc nha. Mình sẽ đặt lóc lên 1, 2, 3, 4. Mình cao hơn 4 lóc nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đặt cái lò nung ra. Và mình sẽ nung cái chỗ sắt này lên để chế tạo một cây cúp sắt mọi người. Ủa, không đủ để chế tạo cúp sắt đâu. Mình thiếu một cục sắt nữa là do... À đây nè. Trời ơi, sắt cái bên luôn mà không thấy. Rồi, thế là đủ rồi mọi người ơi. Đào cái chỗ than này và lấy sắt. Trong kia nữa là mình lên level 11 á. À, chỉ cần đào than này thôi cũng lên level 11 rồi. Không phải lên level 10 là hết đâu nha mọi người. Vẫn còn to và to hơn nữa. To hơn cả khu vực này vẫn được nha mọi người. Mình mới vừa lên level 11 này. Để to hơn xíu nữa chắc là hơn 5 lóc rồi á. Và sau đó là mình sẽ chế tạo một cái kiếm làm bằng sắt. Ủa sao mình vứt cái rìu đi luôn rồi. Ô, các bạn nhìn item này. Bây giờ item nó to phải chưởng luôn. Vậy là đồ của mình cầm á, mình vứt ra thì item nó vẫn to như vậy luôn mọi người. Ảo thiệt sự. Rồi bây giờ nhặt lóc hơi khó nha. Đây nè. Đây nó sâu ở phía dưới mình nhặt không có được. Ui, di chuyển đã cực kỳ à. Mấy con thỏ kiểu sợ hãi luôn quá. Chắc mấy con động vật nhìn mình nó trầm cảm nguyên ngày luôn. Bây giờ làm cách nào để có nhiều kinh nghiệm hơn ta? Ở đây mình thấy có cái cổng địa ngục này, có cái rương, có thêm hạt vàng, hồi sẻn này, cúp gia tài luôn, ngon vậy. Có thêm nhiều hạt sắt nữa mọi người. Và cục vàng ở đây mình có thể đập luôn. Mình không biết là di chuyển nhanh như vậy thì có đói nhanh hay không nữa. Mình sợ là nó đói nhanh đó mọi người. Để mình nhảy bên kia thử nha. Ê, không được mọi người. Cảm giác leo lóc nó gọi là nhanh quá. Khu vực này rất là nhiều động vật mọi người. Bây giờ mình sẽ dùng cái kiếm vàng này chém. Oh, tự nhiên nghĩ tới cái vụ đi mai. Làm sao đi mai ta? Đúng rồi ha. Đi mai sao chui vô hang. Đấy, bây giờ nhặt đồ cũng phải cúi xuống để mà không bị vướng cây.
leo núi bây giờ đối với mình là chuyện bình thường luôn. Khỏi cần đặt lóc. Các bạn nhìn nha. À mình còn một tí nữa là level 12 rồi. Tiêu diệt con heo này luôn. Rồi gãy. Cảm giác chém bừa cũng trúng nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ bơi qua cái núi bên kia. Đây các bạn thấy mình leo núi chưa? Ui dân làng nè. Ôi tấn công dân làng. Attack on Titan. Yên tâm đi dân làng, tôi là người bảo hộ mấy ông. Chỉ cần mấy ông cho tôi lúa là được rồi. Mình sẽ chế tạo một cái cuốc. Rồi sau đó mình sẽ lấy lúa ở đây. Chuẩn bị chúng ta trao đổi với dân làng. Tuyệt vời ha. Không ngờ băng qua cái núi này thì ui sao mấy ông dân làng ghê vậy. Do cái respect của mình. Rồi hết rồi này mọi người. Sorry nha. Rồi chơm cái thùng ủ phân luôn. Vẫn còn lúa, mình tin là vậy. Mình sẽ đi qua hướng này. Ủa hết rồi. Ủa không ngờ mấy ông giấu lúa hết rồi mọi người. Sợ mình to hơn hay sao ấy, đi giấu lúa. Không sao đâu, tôi không có làm vỡ giường hay là vỡ nhà mấy ông đâu. Cho tôi ngủ đi. Không phải là mấy ông không cho đâu mọi người, là do mình chui không có được thôi chứ. Rồi bây giờ mình sẽ nung cái chỗ thịt này lên để ăn. Và mình sẽ chế tạo hết kiện rơm này. Sau đó là chế tạo một cái giường. Tới đây, cho nổ thoải mái mấy bạn à. Mình là người khổng lồ, mình chấp hai bạn nổ một lúc luôn. Ủa khoan, có gì đó sai. Người khổng lồ nhưng mà vẫn yếu đuối. Trời ơi, cái giường một bên, tôi nằm một bên là sao? Ê, nhờ tấn công mình nè. Mình đánh từ xa luôn á mọi người. Ảo không? Coi nha, mình đánh từ xa này. Đấy. Cái tay mình với xa cực kỳ luôn. Vừa thấy con gì bắn mà, con scare. Thôi bỏ đi mọi người. Mình mới chợt nhận ra là có to tới mấy thì cơ thể nó vẫn yếu đuối như vậy à. Đây nha, cách lên level nhanh nhất. Rồi hết mấy ông ơi, ra học nghề này, đặt ở đây. Đổi lúa nha, đổi lúa mới chịu, đổi khoai tôi đập ông luôn á, tôi đang mạnh nha. Ngứa ngứa tay lên tôi đập luôn á. Trời ơi, đổi củ dền. Nhanh coi, đổi lúa đi, cà rốt. Ê ông đổi chuyên môn gì vậy? Đổi lúa với tôi. Trời lại cà rốt, không hiểu luôn. Xui tới mức đó à. Nhanh nào. Nè, qua đây. Ông đùa tôi hả? Đây rồi đó, phải vậy chứ. Vậy phải ngon hơn chưa? Ui, mình lên level cực kỳ nhanh mọi người ạ. Đây, gần lên level 15 luôn. Bây giờ mình đổi vài cái thứ linh tinh nè. Đổi cái gì linh tinh ta? Đổi cái này. Ui, lên level 16 rồi. To hơn cái nhà rồi. Các bạn, mình to quá trưởng luôn. Rồi ổng đổi cái gì nữa đây? Nhưng mà hết tiền rồi. Thôi mua vài món nữa là level 17 này. Đó, cảm giác đi trên núi nó đã lắm mọi người. Di chuyển cực kỳ nhanh luôn. Mình có thể đi từ cái dân làng này qua dân làng khác trong tích tắc. Nhưng mà sức tấn công với lại cơ thể nó vẫn bình thường như vậy à. Nó không có tăng máu gì nha. Nó chỉ tăng kích thước thôi. Và bây giờ chỉ còn cách là trao đổi với dân làng mình mới to như vậy mọi người. Các bạn nhìn mình nhảy xuống cái núi nè. Đấy, chỉ tốn cái nửa máu à. Ui, bên kia vẫn có một cái dân làng thảo nguyên nữa kìa. Rồi, bơi qua đó một cái nè. Ui, cái gì vậy? Cái nóc đâu ra vậy? To quá cho nên cái nóc nó chích mình dễ ợt luôn á. Rồi, nó bơi theo đàn, bảo sao ba bốn con dí nó chích mình. Đấy, hết lúa ở đây luôn. Các bạn thấy không? Mình nói có sai không? Đi qua một cái dân làng khác cực kỳ nhanh gọn. Bây giờ mình sẽ qua bên kia mình trao đổi. Tính ra cái hồ này khá là rộng mà mình bơi con tí quá à. Còn đây là mình leo núi. Còn đây là cái hang, không thể nào rơi xuống được tại vì mình khá là to rồi. Ủa sao kinh nghiệm ít vậy? À nó nằm bên kia mọi người ạ. Không với tới. Ui level 18 rồi, mình to hơn một tí nữa. Rồi cố gắng lên level 19 mọi người. Mình sẽ tiêu diệt mấy con quỷ heo này. Đấy, hút một tí kinh nghiệm vô nữa. Làm gì để có kinh nghiệm nhiều ta? Tiêu diệt Romander. Chắc biến thành khổng lồ ở trong The End luôn á. Ok, sắp lên level 19 rồi, rơi xuống núi đi. Ui, tính ra cao lắm á, mà rơi chỉ có nửa cây máu à. Kinh khủng thiệt. Ok, cố gắng lên một tí kinh nghiệm nữa thôi mọi người. Là mình đã tới được level 19. Mình sẽ đi băng qua cái khu thảo nguyên này. Tới cái vùng thảo điền luôn rồi. Cái vùng này quen vậy ta, hình như là mình có đi ngang qua đúng không? Bây giờ mà cưỡi ngựa chắc con ngựa nó khóc luôn á mọi người. Ui, cái hang này mình xuống được nè. Đó, thấy chưa? Và lên lại cũng easy luôn. Không thể tin được luôn á mọi người.
leo lên leo xuống một cách đơn giản trong một cái hang khổng lồ. Rồi, lên level 19 rồi nha. Bây giờ chui vô địa ngục thì mình cần phải có một cái cổng khổng lồ luôn á, đúng không? Đây là khu rừng Bạch Dương và mình đang nhảy nhót trên mấy cái cây để đi qua khu rừng khác. Ok, mình thấy bên kia có một cái vách đá mọi người, chỗ đó có than nhiều ấy. Đấy, than, sắt, các kiểu luôn. Ui, sao bị kẹt rồi. Yeah, bây giờ mình sẽ đi mai. Ok, mình sẽ tách than ra hai bên, nung cho nó lẹ luôn. Rồi tiếp tục mình sẽ đào than để lấy kinh nghiệm. Ồ, bây giờ kinh nghiệm từ than nó khá là ít mọi người. Nó thua giết động vật nữa, giết động vật nó nhiều hơn ấy. Ui cái gì vậy, cứ tưởng con zombie sa mạc mọi người. Cái màu giống quá, hạt dưa. Đây, chà bá lửa luôn. Bây giờ băng cái cúp ra thử nha. Ui, cái cúp nó to. Ok, bây giờ là mình sẽ lấy sắt ra ngoài. Và mình sẽ chế tạo áo giáp sắt nha mọi người. Mình vẫn còn hạt sắt nha. Đây, hạt sắt hồi nãy mình lượm này, mình chế tạo thành hai phôi sắt. Mình sẽ chế tạo cái mũ đi ha. Mặc vô, ui, người khổng lồ mặc giáp khổng lồ luôn. Và trời tối rồi mọi người ạ, mình không ngủ luôn. Mình đi tìm quái vật mình tiêu diệt cho lên level nhanh. Ok, sắp lên level 20 rồi. Let's go. Cái gì? Mình vừa thấy cái gì bắn mình mà. Ôi, con scare. Và trong khu rừng này thì khó để mà tiêu diệt quái vật lắm. Đây là những con scare đang cố bắn mình. Ui, đau đấy anh hai. Ui, mình đỡ không được luôn. Nó bắn ở dưới chân mình sao mình đỡ. What? Ê, ê, cái vụ này không ổn. Chạy, 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 chạy. Người khổng lồ nhưng vẫn sợ mấy con quái vật bé tí mọi người. Ui, có phù thủy kìa, okay. Cho em ngủ bên này. Ê, nó quăng thuốc rồi. Cái gì? Muốn chơi cái gì? Hả? Chơi luôn. Chậu thế nhở. Rồi, lên level 20 rồi mọi người ơi. Ui. Mình sẽ để cái góc nhìn thứ ba này cho các bạn dễ thấy nha. Đáng lẽ cái núi tuyết này leo lên rất là cực khổ này, nhưng mà mình di chuyển như vậy là đã leo lên rồi. Ủa, game dễ vậy. Ui, cái vùng thảo điên này nhìn rất là đẹp luôn. Ôi chết, tuyết lúng à. Ôi, vẫn ra được nha. Chắc là đồng bằng này sẽ có dân làng ấy. Rồi, bây giờ mình đi qua một cái vùng khác. Mình chỉ cần nhảy thôi mọi người là đã tới rồi. Game ảo chưa. Chế độ này ảo thực sự mọi người ơi. Rất là thú vị luôn. Các bạn nên trải nghiệm thử. Mới vô là nó hơi khó khăn nha. Về sau khi mà các bạn hóa khổng lồ rồi á thì game nó trở nên dễ dàng cực kỳ luôn. Nhưng mà lúc mà các bạn biến khoảng 2 block á thì nên đi mai trước nha. Rồi tích lũy than với lại quên tích lũy sắt thôi, đừng nên tích lũy than. Đào than là nó sẽ có kinh nghiệm á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá đại dương. Nghe hơi kỳ đúng không? Ai chết... có thuyền rồi má, chết tao thuyền chứ nữa, mình hơi lú mọi người. Ôi bây giờ đặt cái thuyền đúng xa luôn. Đây là tôi ngồi trên chiếc thuyền. Ê, tính ra là mình bơi bình thường nó còn nhanh hơn là mình đi thuyền á mọi người. Rồi ok, hôm nay mình chơi tới đây thôi mọi người. Mình sinh tồn tới được 20 level. Rồi bây giờ các bạn muốn mình to hơn nữa không? Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh thử 1000 kinh nghiệm xem. Ui, 10000 kinh nghiệm đi. Ui, 68. Ui, to vãi chưởng. Đây, đây là tôi khi đứng ngay cái núi nè mọi người. What? Bây giờ mình to bằng cái núi rồi. Nhưng mà lấy được 68 kinh nghiệm là hơi gắt đó nha. Phải tiêu rồng mới đạt tới kinh nghiệm đó. Hoặc là có một cái máy farm đó mọi người. Wow. Các bạn nhìn nè. Bây giờ mình đập lock cho mọi người xem nha. Đấy, mình vẫn đập lock rồi các bạn thấy không. Vẫn tiêu diệt được con vật nha. Nghe ảo thật sự đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ thêm 10000 kinh nghiệm nữa. 87, 10000 kinh nghiệm nữa. 100. Ê, 100 là hết rồi nha mọi người. Là nó to tới mức này rồi, nó không còn to hơn được nữa. Wow, to cực kỳ luôn. Và các bạn có thể sinh tồn được ở cái mức độ này không? Mình nghĩ là các bạn không sinh tồn được ở cái mức độ này nữa đâu. Tại vì to quá thì khó mà sinh tồn lắm mọi người. Đây, mình nhảy nha, nhảy cực kỳ nhanh luôn. Rồi, mình mở cái rương này. Đấy, vẫn mở rương được, có gì đâu. Không dặm vô lava được, tại vì hố lava nó khá là nhỏ ấy. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video sinh tồn trong thế giới. Khi mà chúng ta càng nhiều kinh nghiệm thì mình sẽ càng to lớn như vậy. Từ một cậu bé có chút xíu bây giờ mình đã to lớn như vậy rồi. To hơn cái núi luôn. Bye bye và hẹn các bạn vào video Minecraft lần sau.